tiếp các bác và anh em. Hành Nguyễn Đăng test và giới thiệu về một bài hát đẹp lung linh. Bài hát này bác chưa được hai nhiệm vụ, một là hát cực hay không nhá, tiếng mic bay bổng hòa quyện với nhạc, đó là cơ thủ xếp hạng của anh Nguyễn, và bộ này nghe nhạc cực kỳ chi tiết, đủ giải từ tiếng bass, từ giải lời và từ giải step bác nhá. Thì bộ hình này anh Nguyễn lắp cho bác Lê Vương Hổ ở Bình Dương. Bình Dương thì bác đã lấy em mấy bộ rồi, bộ này đẳng cấp luôn nhá, bao hay luôn anh em luôn, tất cả anh em mua nhu cầu bao hay luôn, tổng giá 38 triệu nhá. Một cỡ súp hát xét bát 40 hầm cực đẹp luôn và anh như bom, một đôi loa JBL 215 nhá, bãi Mỹ đẹp đẽ luôn, và zin một con đẩy BS là 2610 ba kênh dùng cả, một chiếc vang BSK 900 Pro cực VIP và bộ mic Gutin GS 12 hát cực hay bay nhá, dễ vào mic luôn đấy, em chọn mic thì ok rồi. Mời bác nghe bản không lời nhá, cắm lên phone nghe tiếng bát tép và giải chung. Quá là cấp đó nhá, và em tép loạn mic này, bác em nghe. Xong rồi nhá, thì em đánh dấu này, tức là hai cái này đánh full này, đánh dấu nhá. Mày vận chuyển nó sai lệch thì các bạn đánh dấu mà hát ok để em như này nhá. Đấy, còn đây cái nút này là tôi nhỏ nhạc này, đấy, nút này là tăng giảm nhạy mic này, và cái vô mic cho kênh A nhé, thì đây em để 26 nhá, kênh B đây cái to nhỏ đây nhá, ấn nhầm chạy số đây. Cái này khi cái này nháy xong thì bác ấn lên bên này. Đấy. Đấy, 26 em bên nhé, 26 nháy xong bấm bên này. Đấy, nháy xong bấm. Đấy, tóm lại như thế.
đấu nối em đánh dấu súp trước của xương bác này, HZ này. Toàn bộ chỉ vậy thôi. Đấy. Bộ này thì có ok rồi, súp đẹp quá nhá. Loài đẹp. Đấy, đây toàn bộ em cắm hết rồi. Hai cây này đánh full này. Đánh đẩy này, con này bác thích dê phun được còn quang quang cắm lại ăn được em nhé, thì dùng cặp xuống này được đấy. Ok, đây bộ của bác Lê Vương Hổ ở Thuận An, Bình Dương, cực hay.